Gà trống lông vàng. Có một nông dân họ Chương bị bệnh ung thư phổi tới giai đoạn mà cả hai bệnh viện lớn đều tuyên bố bó tay và dặn dò người nhà nên lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu Phật lý, liền dẫn vợ ông Chương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Rất may Hòa Thượng Diệu Pháp Âm đang có mặt tại đó. Họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa Thượng Diệu Pháp nói, bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều. Có phải vậy không? Vợ ông Chương đáp, dạ đúng. Chồng con ưa chiên xào, hầm nướng. Trong làng mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhờ ông làm bếp trưởng. Đã vậy, ông chê người giết gà kỹ thuật không giỏi, nên luôn dành ra tay. Mỗi lần tổ chức tiệc dỗ, giết mấy chục con gà, máu đỏ nhuộm hồng cả mương. Hòa Thượng lại hỏi, các ngươi có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này bụng nó toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, có đuôi màu xanh lá cây đậm, toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét. Trông nó rất là hùng tráng oai uệ. Bà chưa nghe Hòa Thượng tả thì cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đuổi. Bà đập đầu lia lịa lắp bắp, ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào nhà cũng đói. Hôm đó có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn. Nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trọi. Đây kêu là ác hữu, ác báo. Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu. Bây giờ con biết tội rồi. Tất cả đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ. Con nguyện chết thay cho ông ấy. Bà vợ rất chấn động tinh thần, vừa khóc vừa kể một thôi rồi hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không nguôi. Ai ngờ phụ nữ này có linh giác rất cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê họ cũng thật đáng quý. Tôi dội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe Hòa Thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động, ngài nói giọng hơi run, sự khóc lóc khoác lộ của con người rồi cũng chứng tỏ con người rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau cả hai tuyệt đối không được sát sanh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng, vì chồng con sát hại gà nhiều nên phải tụng 49 biến.
để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải xuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đấy. Và hòa thượng hỏi tiếp, có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu? Bà Chương ngẫm nghĩ, nhớ lại rồi khẳng định, đúng đúng vậy. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu, gót hai ngày nhức bưng bưng, ăn gì cũng không nổi. Hòa Phượng nói, con gà sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ổng. Như vậy thì làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành một con phượng hoàng. Bà Chương nói, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao? Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng thì có thể thỉnh tăng nhân tụng. Nhưng không tốt bằng chính tự mình tụng. Vì công đức này đều là của mình làm nên, phải tuyệt đối lưu ý. Trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu ăn đồ tanh hôi rồi tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân, quỷ thần nào đến nghe kinh. Chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Thế thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết nếu như không được siêu thích, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêng hành tuân thủ giới luật, thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con. Hòa Thượng nhắc nhở thật tha thiết. Bà Chương lại hỏi, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không? Hòa Thượng đáp, chồng con nếu chẳng giết vô số gà như thế, thì thọ mệnh cũng chưa tận, sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông mà tiêu trừ hồi hướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải trừ tranh thủ nắm bắt thời cơ hội còn lại. Bà Chương liền vào bệnh viện, thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết, ông vừa ngồi nôn ra ống nhỏ hơn 2 chén rưỡi đàm ngủ. Hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ từ ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời Hòa Thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà nghe xong thì vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất hiện về nhà họ, nói với bệnh viện, dù sao chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Sau đó hai vợ chồng làm y theo lời Hòa Thượng dạy. Không bao lâu sau,
Cái ông Trương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn hỏi thăm, bàn tán. Đã vậy, một trận mưa lớn trút xuống làm đột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ cho rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi. Nhai xương múc tỉ. Mùa hạ năm 1996, vợ ông Phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi gót mười mấy năm chưa khỏi, nên phải sang đại lục, nên ngủ Đài Sơn xin bái kiến hòa thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi: lúc bà kết hôn gia cảnh bên chồng không được tốt lắm. Dạ đúng vậy. Bà ta thưa: sau khi kết hôn sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì buông đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá đuôi cá cũng đem phân chia cho các con ăn, còn lại xương đầu cá bà không đành quăng bỏ, nên bỏ vào miệng nhai nát múc tủy nó. Sau này gia cảnh dù giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã hun sâu nên vẫn tái diễn. Cho đến nay thì lúc ăn cá bà vẫn thích nhai xương nuốt tỉ nó. Phải vậy không? Đúng thế, thưa sư phụ, bởi vì đã thành thói quen rồi. Con thấy xương cá ăn rất ngon, nhưng con nghĩ, tức con ăn là tam tịnh nhục, thịt nằm trong ba điều: mắt chẳng thấy người giết, tai chẳng nghe được người giết. Chẳng phải là giết cho mình ăn, mà chẳng phải được phép ăn sao? Bà có chỗ không hiểu nên hỏi lại. Ăn tam thịt nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo bỏ ăn mặn liền, thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh. Ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dập dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Sư phụ giải thích: sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội ư? Bà vẫn không hiểu, hỏi lại: thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật, và chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, múc tủy. Nói như thế cũng để hình dung diễn tả tâm trạng của người dân sân hận nữa. Phải nên động vật trong lúc bị ta sát hại, làm tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần và đối với người sát hại nó, cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh, thông thường ai cũng biết cách nào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy dù chết, thần thức hoàn cảnh nào chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm vằm, nuốt sống,
hay đã làm chín như quay nướng chưng xào. Chỉ có bậc giác ngộ, những tu hành mới không chấp nhận cho kẻ tu kém tình chấp cao, sân hận nhiều. Do vậy mà dù đã chết, thần thức có giật khi thấy thân xác mình bị băm dầm xào nấu, nhai nuốt nó cũng vậy, thấy vô cùng thống khổ đau đớn. Do vậy khi ấy ăn thịt ra tay, rút gân lột da động vật, nhai xương nuốt tỉ, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ vung đao và kết liễu xong nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tính thờ Phật không nên ăn tam thịt nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim gan phổi mắt lưỡi ốc tụy. Đừng có ngu muội tin vào ăn những thứ đó, đừng ăn rằng như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Ví dụ đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều thì cùng các loài động vật gây oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, thế thì đáng sợ quá, vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không? Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sanh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sanh, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao của người nuôi cá để chờ ăn thịt, nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn để có thể thực sự đào sinh. Các loại đều cầm thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn bù đắp lỗi sát ngày xưa. Chúng nó đều có tinh linh, không chừng đời này cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy, xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa? Dạ, được, trở về nhất định làm theo lời Ngài dạy. Bà nói có vẻ kiên quyết. Nhai xương nuốt tỉ có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu, vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Riêng phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm muội đã dứt hẳn triệt để, bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ mỗi niềm tri ân và tha thiết bái tọa hòa thượng.